Chiếc đồng hồ này có giá là trên 1 tỷ đồng, chính hãng, mang thương hiệu một trong những thương hiệu xa xỉ bậc nhất về đồng hồ hiện nay trên thế giới, đó chính là Patek Philippe. Chiếc đồng hồ này có tính năng lịch tuần trăng rất thú vị cho những người đàn ông đam mê đồng hồ. Ngoại trừ phần dây đeo, ngoại trừ mặt đeo, còn lại tất cả màu trắng này đó chính là vàng trắng và có giá trên 1 tỷ đồng cho chiếc đồng hồ Patek Philippe chính hãng, một trong những thương hiệu đồng hồ xa xỉ bậc nhất hiện nay về độ xa xỉ trên toàn cầu, đó chính là Patek Philippe. Chiếc đồng hồ này sẽ phù hợp với tất cả những cổ tay những người đàn ông mà đeo vào sẽ tạo cho sự tinh tế và rất là sang trọng, với phối màu giữa màu đen, nhưng mà cái mặt đeo này là màu đen xanh, xanh đen, ở trong thì nhạt và ra ngoài đậm đen hơn một chút. Nhưng mà khi chúng ta di chuyển thì cái sự ánh sáng nó sẽ thay đổi, mỗi góc nhìn nó sẽ tạo ra một cái cảm giác, một cái góc ánh sáng khác nhau. Ví dụ như nhìn chính diện vô là đen, mình nhìn nghiêng qua là nó xanh đen, và nhìn dưới ánh sáng chiếu vào thì sẽ có phần xanh ánh ở trong cái mặt đeo này. Chiếc đồng hồ này có tính năng lịch tuần trăng và có 3 kim, chính là giờ phút giây, và trong cái ô kim ở trong cái lịch tuần trăng nữa, và thứ và tháng và ngày. Một chiếc đồng hồ đơn giản, tinh tế và vô cùng thanh lịch, rất sang trọng cho những quý ông. Với size 40 và size 40 này sẽ phù hợp với tất cả những cổ tay những người đàn ông mà đeo vào sẽ tạo nên sự thanh lịch, tinh tế vô cùng.